hội giải bài. Đôi khi lòng buồn yêu anh thật nhiều, mà ân tình cho trả lại bao nhiêu. Hỏi anh có biết hay không mà anh để em nhớ em trong bên chia nào chẳng đau. Tao chưa vô. Chưa, từ từ để chính vô. Thưa cùng, thưa cùng. Thưa cùng. Mẹ. Nó chưa để cho nó cả. Tao vô mặt tụi bay. Cái chị em ca nè. Thôi để đi cắt ngay giọng cổ. Bỏ bỏ đi chị, bỏ đi chị. Vô. Thưa cùng. Cái video mày sáng nó đầu đó cho tao. Cái video tao giận vô cái cổ mày. Cái con khối năm chiều này. Thưa. Thưa. Để tao hát. Mày thưa với ai? Thưa cùng. Bà nội mày. Bà nội tao ở quê á, không có cần thưa. Thưa. Mày đúng rồi, đúng rồi. Ông nội tao chết ngày 31 năm. Mày thưa hơn, thưa ai mày thưa lẹ đi. Thôi, cái nè quay qua đây chị thưa ai? Thưa cùng. Chú Bảy phải không? Chú Bảy á. Chú Bảy phải không? Thưa chú Bảy phải không? Tao thưa ai chị mẹ, tao mắc gì tụi bay vậy? Thưa cùng. Thưa ai mẹ, má, đừng có gian rồi. Đặc biệt cái dòng này chị Diễm má. Chị ơi, chị cái gì? Mới 5 triệu là ai vậy? Mới 5 triệu không? Ủa bên đầu nào vậy? Nó chết rồi. Dạ mọi người biết khói 5 triệu là ai, mọi người cái việc lên YouTube sợ ra khói 5 triệu là ai ạ? À? Xuất thân từ đâu ạ? À? Xuất thân từ nhà anh Hiếu chị Quý. Anh Hiếu chị Quý nào ạ? Anh Quý chị Hiếu là cái anh mà bồ cũ của mày đó, đi lên cái mày không có diễn được đó. Dạ. Anh thì có bồ. Hồi xưa giờ tao có bồ. Chị em chưa qua đường không à? Vô đi má ơi. Thưa cùng. Yeah. Yeah. Ai vậy? Ra dễ rồi đó. Không có mượn gỡ chuông có bỏ. Nữa hả? Tao đang hát. Trả đi tụi nó né cho mày hát nè. 23
phục cái gì em trai? Một lần nữa xin rồi bạn trai ơi lên giùm mình nha. Rồi. Rồi chúng em đang phục vụ cho quý vị vòng loại bình thường cho quý vị nha là 10.000 đồng. Bạn trai. Người ta vậy kia bạn trai. Em kỳ quá. Giới thiệu đi em gái. Em tên gì? À, em đến trường ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn ở đây luôn hả? Dạ. Trời ơi cưng vậy. Chúc mừng nha. Rồi, trong loại đặc biệt 2031 đúng loại. Rồi, em chọn cho con số nào vậy? Rồi, con số 18. Có 1. 34. Có 2. 44. Có 3. 59. Có đủ. Rồi, xin chúc mừng ạ. Vị chủ nhân thứ 2. Trong loại 1216 đúng loại. Số 18 có 1, 34 có 2, 44 có 3 và 59 có đủ. Rồi hợp lệ xin chúc mừng bạn ha. Rồi em ơi vô trong anh sẽ cho tặng cho em hai vé cho vòng loại tiếp theo nha. Xin cảm ơn trường rất là nhiều. Và ngay bây giờ Lê Cần sẽ là người bỏ các con banh vào lòng cầu quý vị ha. Chúng ta sẽ quay ra ai số lớn thì lấy được 5 phần vàng trong buổi tối đêm nay và ai số nhỏ thì lấy cho em một con gấu. Quay đi anh trai. Mình đến tiến đến lòng cầu tự quay đi. Quay vòng này giùm em nha. Còn khi nào mà muốn lấy số thì quay ngược lại. Rồi quay nữa rồi. Hồi hộp và chờ đợi lại. Tay cầm. Rồi quay đi, quay vòng này. Rồi ok rồi. Rồi muốn lấy số quay ngược lại giùm nha. Rồi đã có số. Lê Cần. Bao nhiêu? Dạ trả số lớn như vậy. Bao nhiêu? Số đơn vị bên đây là con số 7. Chết cha, số mình là đơn vị là số 6 rồi. Thua rồi. Bao nhiêu? Số 7, 1. Trời đất ơi, số 7. Trời ơi, xin chia buồn với bạn nha. Xin chúc mừng bạn trai với số 56. Rồi. Rồi, bạn lấy cho mình con gấu to nha. Rồi quý vị ơi, không để mất thời gian của chú anh chị mình thì tất cả chị em chúng em đang đổ bước phục vụ của chú anh chị mình qua vòng loại thường. Với giá tiền những y như cũ là 10.000 đồng cho mỗi một tờ lá vé của chú anh chị mình nhớ tham gia tham dự cũng như là đón nhận giùm em qua những tờ lá vé cuối tay luôn quý vị ơi. Rồi bây giờ bạn nói mình biết là bạn tên gì được không ạ? Dạ tên Đông ạ. Dạ đến từ Nha Trang. À quê ở Nha Trang. Dạ, dòng này anh Đông mua mấy vé nè? Dạ 5 vé. Năm vé rồi dòng sau ủng hộ một chục chị Quyền đưa bạn ăn chục vé rồi. Rồi quý vị ơi vòng loại vừa qua đã không còn giá trị nữa ha. Và 5 phân vàng cũng đã ra đi rồi. Anh Đông đã đập giải.